Tiểu Chiêm đã mua một thứ đồ thần bí vào ngày lễ tình nhân. Theo như sách hướng dẫn, anh trước tiên phải mở vòi nước ở bồn tắm ra, khống chế nhiệt độ nước ở mức 37,5 độ. Sau đó lấy con búp bê từ trong chiếc bình ra. Đầu tiên là lật dở xem cụ thể hình hài. Sau đó cẩn thận đặt con búp bê vào trong bồn tắm. Cài đặt hẹn giờ 10 phút sau báo chuông. Tiếp theo đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Con búp bê bắt đầu không ngừng biến hóa ở trong nước, cuối cùng dần dần phát triển cơ thịt. Lúc này, Tiểu Chiêm đang nghiên cứu tiêu bản của con bướm, đồng thời mở video livestream của tài khoản tên Yo. Nhưng một cánh tay đưa ra từ trong bồn tắm. Không sai, con búp bê đó đã hóa thành người sống. Cô chậm chậm đi về hướng phòng của Tiểu Chiêm. Khi Tiểu Chiêm vừa quay đầu nhìn lại, phát hiện ra con búp bê giống hệt với Yo. Con búp bê nói rằng mình tên Kết đi, sau đó còn chủ động hôn lên môi Tiểu Chiêm. Tiểu Chiêm biết rằng những ngày tháng tốt đẹp của mình đã tới rồi. Anh không còn cần Yo nữa, bởi vì hiện giờ anh đã có một người bạn gái hoàn hảo. Hai người cùng nhau sống qua những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Nhưng hôm đó, khi anh thoa tinh dầu cho bạn gái đã phát hiện ra, da của cô bắt đầu thối rữa. Mà đây lại chính là sản phẩm do Yo quảng cáo và khuyến khích sử dụng. Anh vừa đặt câu hỏi ngay dưới tài khoản của Yo, nhưng đáp lại là bị gỡ, sau đó bị chặn cả tài khoản. Anh vô cùng tức giận, nên đã đứng giữa đường lớn chất vấn Yo. Yo không hề thương tiếc nã vào mặt anh rằng hãy đi tìm đến nhà sản xuất, sau đó còn đá anh một cái. Nhưng anh không thể ngờ được rằng mình lại bị dính líu đến một vụ bắt cóc uy hiếp. Cô gái chủ của một kênh livestream này vừa mới ngắt điện thoại xuống, nụ cười trên gương mặt chưa kịp tắt đã bị một người đàn ông đeo mặt nạ dùng khăn bịt miệng lại. Cô nhanh chóng lịm đi. Người đàn ông đeo mặt nạ vô cùng hung hăng, hắn ta đã lôi cô gái đó đi, đồng thời dùng điện thoại mở chế độ phát trực tiếp lên, khiến cho cô đối mặt với cả triệu fan hâm mộ thừa nhận mình đã bắt cá hai tay, hơn nữa còn bị cưỡng ép, bao gồm cả lúc làm video trực tiếp. Sản phẩm mà cô đã quảng cáo tới người xem hoàn toàn là đồ đều. Nhưng đây vẫn chưa phải là hết. Người đàn ông đeo mặt nạ sau khi tắt chế độ phát trực tiếp, nhìn thấy cô gái bị trói chặt, chậm chậm tiến đến chỗ cô, cuối cùng lại một lần nữa dùng khăn tẩm thuốc mê khiến cô ngất đi. Nhưng anh ta chưa hề làm gì cả, mà chỉ đơn giản lái xe đưa cô về nhà. Khi cô tỉnh dậy, đã quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra. Người chị em tốt Yo đã lên video ra mặt lên tiếng thanh minh cho cô. Nhưng không ngờ rằng, hôm đó, Yo đang phát livestream thì đột nhiên ngất đi. Người đàn ông đeo mặt nạ ngồi ngay phía sau lưng cô. Sau đó, hắn ta đã cho cô ngồi lên ghế xoay và kéo cô ra ngoài. Cô cũng đã bị hắn ta trói giữ. Còn phía cảnh sát lại khoanh vùng mục tiêu đầu tiên, chính là Tiểu Chiêm, người từng xảy ra mâu thuẫn với Yo. Bọn họ đã tiến hành theo dõi Tiểu Chiêm để điều tra, phát hiện ra bạn gái anh ta rất giống với Yo, nhưng lại không giống bị ức hiếp. Vụ án bước đầu đã rơi vào ngõ cụt, vì để tìm ra Yo, cô bạn Tiểu Bạch đã cố ý nói chuyện với tên tội phạm ngay trên buổi livestream. Trong đó, có một tài khoản đã bình luận rằng, những thứ cô nói không sai. Tiểu Bạch nổi cơn tức giận, anh chính là người đã bắt trói Yo sao? Anh có ý định đến tìm tôi không? Kết quả, tối đó Tiểu Bạch đã bị bắt khi đang đi tìm đầu mối. Cô bị đưa tới một khu nhà bỏ hoang, hơn nữa còn nhìn thấy thi thể của Yo. Nhưng nguyên nhân cái chết là do Yo đã phát tác bệnh suyễn. Phía cảnh sát đã tìm thấy máy theo dõi của Tiểu Bạch ở trên một mỏm đá. Tiểu Bạch đã mang theo để phòng ngộ nhỡ có chuyện xảy tới. Nhưng hiện tại xem ra đã bị người đeo mặt nạ phát hiện ra. Nhưng kỳ lạ là, tên đeo mặt nạ không hề làm hại Tiểu Bạch. Cảnh sát đã kịp thời tìm đến, vì muốn ngăn chặn việc này, không muốn để có thêm người bị hại. Cảnh sát đã chủ động ra tay. Họ dắt theo Tiểu Bạch đến nhà Tiểu Chiêm để lục soát. Tiểu Bạch tìm thấy một chiếc đĩa nhạc, vừa hay trùng hợp giống với bài hát mà tên đeo mặt nạ đã hát lúc gây án. Nhìn thấy một người hiền lành như Tiểu Chiêm đột nhiên trở thành kẻ tình nghi, cảnh sát đã bắt anh về cục điều tra. Nhưng Tiểu Chiêm lại từ chối hợp tác, còn cướp lấy súng của cảnh sát. Nhưng việc này lại là nguồn cơn của chuỗi bi kịch. Một tiếng súng vang lên, cô bạn gái vì muốn cứu lấy Tiểu Chiêm mà đã đỡ cho anh một viên đạn. Cô ngã xuống đất, bàn tay trở nên mềm mặt, cơ thể cô còn nhỏ ra thứ chất lỏng kỳ lạ. Bởi vì cơ thể cô vốn không phải là người, cô bạn gái đã mất đi sinh mạng. Còn Tiểu Chiêm bị bắt về cục cảnh sát. Không chỉ là giọng nói, DNA móng tay ở trên người Yo hoàn toàn khớp với DNA của Tiểu Chiêm. Nhưng từ đầu đến cuối anh đều phủ nhận việc mình là kẻ đeo mặt nạ kia. Anh nói, anh chỉ mua một con búp bê trên trang mạng có tên Foodma mà thôi. Mặc dù có rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng cảnh sát vì muốn trấn an dư luận nên đã định tội cho Tiểu Chiêm. Phần kết của câu chuyện, ở trong một căn phòng u tối, một người đàn ông thần bí đã mở video Yo bị khiếp lên, sau đó xóa sạch nó đi. Hóa ra anh ta chính là fan hâm một hạng một của Yo, tên Oka. Không dễ gì hẹn được buổi gặp mặt với Yo. Sau khi thấy dung mạo của anh, Yo đã làm vẻ chán ghét, sau đó còn chặn tài khoản của anh. Oka thấy rằng mình sẽ khiến cô phải trả giá, còn anh cũng là fan cứng của hai chủ tài khoản livestream còn lại. Sau khi anh biến thành kẻ ác, đã bắt trói cả ba người họ. Lúc này, hắn ta đã cho mở chiếc đài cũ kỹ. Chiếc đài không ngờ lại đưa tin tức của ba ngày sau đó. Hắn ta đã dựa vào chiếc đài có thể dự đoán trước tương lai này, phát hiện ra máy theo dõi ở trên người của Tiểu Bạch, cho nên cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được hắn ta. Chiếc đài này cũng là do hắn đã mua trên trang web tên Foodma kia. Còn hắn lại có tướng mạo và cả đặc điểm giống hệt với Tiểu Chiêm, nhưng một nửa mặt đã bị hủy hoại, còn Tiểu Chiêm thật lại đang bị giam trong nhà tù. Vậy thì hắn ta rốt cuộc là ai? Bộ phim tới đây thì đột nhiên kết thúc. Câu chuyện này nằm trong vụ án cuối cùng trong phim Foodma. Tất cả các vụ án ở trong phim đều dẫn dắt tới một trang web tên Foodma. Nếu như muốn biết chân tướng sự việc, vậy thì phải xem tiếp theo đây liệu còn có phần 2 không thôi. Các khán giả thân yêu, nhưng cũng phải là Tây Thần Quân. Nếu như có bất cứ thắc mắc nào hãy bình luận xuống phía dưới. Hẹn gặp lại vào kỳ sau.